giao thừa nhé một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôm nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng. Xuân đến từ quê nhà, hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la, câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Thừa nhé một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ xa hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê, chiếc cầu con múc cả ánh trăng già. Thưa quý vị, vừa rồi là bản nhạc Đêm Giao Thừa nghe một khúc dân ca của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua giọng hát của Julie Ngọc Oanh. Kính thưa quý vị, thì vào thời khắc này thì ở bên Việt Nam, người Việt Nam đã bước sang ngày mùng 1 Tết năm Bính Thân rồi. Trong khi ở Houston chúng ta thì nhà nhà đang chờ đón để mà chào đón cái thời khắc giao thừa sắp đến. Vâng, kính thưa quý vị, thì ngay tại nơi đây đó thì chúng ta cũng có một cái không khí rất là rộn ràng để chào đón Tết. Cho nên vì vậy trong không khí này thì chắc chắn là mọi người Việt chúng ta tha hương ở đây đó cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Vâng, thì Xuân Phương nghĩ rằng ai ai cũng, người Việt chúng ta cũng luôn có cái quan niệm rằng là vào cái thời khắc giao thừa, khi mà chúng ta bắt đầu chuyển từ năm mới sang năm cũ thì mong muốn cho được trong năm mới có nhiều may mắn đó, thì lúc nào mọi người cũng luôn vui vẻ, chỉ nói những chuyện vui,
chỉ con người cũng trở nên rộng rãi, hòa nhã hơn để mà mong có một cái năm mới thật nhiều may mắn, mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Vâng, và kính thưa quý vị, thì để tiếp nối lời với lại Xuân Phương đó, thì cái dịp Tết là cái dịp để mà những người con quay trở về nhà để mà đoàn tụ cũng như là sum họp gia đình. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Xuân Đất Khách Nhớ Tết Quê Hương trong chương trình Hương Tết Việt của Đài BWN thì chúng ta sẽ đón một cái năm Bính Thân thật là vui vẻ, và cũng như là để cho chúng ta ôn lại cũng như là bổ sung thêm, cũng như là cho những cái đứa trẻ ở bên hải ngoại này biết nhiều thêm về cội nguồn cũng như là một cái Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam của chúng ta. Vâng, và chương trình phát sóng định kỳ trên đài BWN TV sẽ bắt đầu vào hôm nay ngày 29 Tết và kéo dài cho đến mùng 4 Tết Bính Thân. Xin kính mời tất cả các quý vị đồng hương cùng đón xem và chia sẻ. Đón năm mới. Với nhiều nước trên thế giới, việc chuẩn bị và đón Tết chỉ diễn ra trong những ngày cuối và đầu tiên của năm theo Tết dương lịch. Tuy nhiên, với riêng một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thời điểm năm mới gồm cả chuỗi ngày lễ hội lại là thời gian tính theo âm lịch, gọi theo tên 12 con giáp. Ví như thời khắc này, chúng ta đang đi vào thời điểm cuối năm Ất Mùi, năm con dê. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thì sẽ là năm Bính Thân, năm con khỉ. Năm mới của người Việt được đánh dấu bằng thời khắc chuyển giao của đất trời trong những ngày xuân, hay còn gọi là Tết. Tết bao hàm sự chuyển giao về thời gian, lẫn sự giao hòa về không gian, trời đất, vạn vật, vũ trụ bao la. Thậm chí, người xưa quan niệm, trong khoảnh khắc giao thừa ấy, mọi ranh giới giữa vạn vật có thể xóa nhòa, đang vào nhau khi chuyển mình. Chính vì thế, Tết trở nên thiêng liêng vô cùng. Cũng là ngày tiếp ngày, đêm nối đêm, cũng cái xe lạnh cuối đông hay nắng vàng rực rỡ, cũng nơi chốn vào ra, lối đi, về mỗi ngày, cũng những người thân hay bạn bè quen thuộc, nhưng tất cả khi vào Tết bỗng mang một cảm xúc khác lạ. Người Việt đón Tết. Như chúng tôi đã nhắc, Tết là thời điểm để quay về, nhìn lại mình, để sao cho chúng ta loại bỏ những cái gì không hay, hướng về những điều tốt đẹp, tươi sáng hơn. Dù biết bao biến cố, thăng trầm đã diễn ra theo dòng thời gian, nhưng vẫn có một dòng chảy xuyên suốt trong Tết Việt. Đây là dịp để mối gắn kết giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên thêm bền chặt. Thank you.
tại Houston của chúng ta những ngày cuối năm Ất Mùi, thời tiết tại địa phương, dù cái lạnh của tiết trời, nhưng không khí rộn rã bỗng ấm áp như khí hậu Tết của Sài Gòn ở tại Việt Nam. Nhiều phiên chợ Tết, cảnh tấp nập đi đến chùa lễ Phật, đi lễ nhà thờ. Với các chương trình hội chợ Tết, chương trình văn nghệ đón mừng xuân Bính Thân, có rất đông đồng hương người Việt Nam tham dự. Không khí Tết không chỉ chan hòa tại những nơi có các chương trình văn nghệ đón Tết, mà tại các hội chợ Tết tại các chùa hay nhà thờ. Và điều đặc biệt là tại các ngôi chợ Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, cũng bày bán bánh mứt, hoa tươi và cây cảnh, tạo nên khung cảnh rất đậm chất xuân.